Thưa quý vị, với những người con xa quê hương, hội chợ ẩm thực không chỉ là nơi giúp Việt Kiều và cộng đồng hội ngộ, mà còn gợi cho họ những mùi vị sâu đậm của hương vị truyền thống quê nhà. Và đây cũng là dịp giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tới người bản xứ và bạn bè quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng tới thăm Festival Bạn bè không biên giới, chủ đề hương vị châu Á tại thành phố Praha, Cộng hòa Séc. Mặt biển xanh, xa tít chân trời. Festival được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, và chúng tôi lựa chọn cái tên này bởi vì Việt Nam và Cộng hòa Séc mặc dù rất xa xôi nhưng vẫn có một tình hữu nghị lớn và Việt Nam vẫn rất gần gũi. Chính vì thế mà festival này mới có tên là Tình bạn không biên giới. Tôi cho rằng cộng đồng thiểu số người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một ví dụ lý tưởng cho thấy có thể kết nối hai nền văn hóa rất xa xôi về mặt địa lý, có thể nói là cách nhau nửa vòng trái đất. Cộng đồng thiểu số người Việt tại Séc nếu tính tỷ lệ với dân số Séc thì sẽ là cộng đồng đông đảo nhất trong toàn bộ 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Vì thế đây là mối quan tâm của chúng tôi, của các chính trị gia Séc, của xã hội Séc, để chúng ta có thể cùng hợp tác và chung sống. Tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang làm được việc này rất tốt. Mặc dù sinh sống ở châu Âu nhưng mà em lúc nào cũng tự hào mình là một người Việt, và em muốn mang những nét đẹp của ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè châu Âu và đến với người Séc nơi em đang sinh sống tại đây. Không khí tại đây rất tuyệt, vì nếu bạn nhìn quanh thì sẽ thấy toàn cảnh rất đẹp. Ở đấy có rất nhiều quầy hàng, tôi đã hiểu và nhìn nhận được văn hóa Việt Nam từ một góc nhìn khác, cảm nhận được rất nhiều hương vị mới. Theo tôi nghĩ thì để cho hai dân tộc hiểu nhau, các dân tộc trên thế giới mà hiểu nhau nhất, nhanh nhất là văn hóa, mà gì là nghệ thuật. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng nên coi như là thúc đẩy lên nữa, hơn nữa giao lưu văn hóa để họ hiểu mình hơn. Bọn em đây là quán gia đình, quanh có rất nhiều món ăn, và đây là những cái món mà người Việt Nam mình cũng hay ăn đến, thì cho người Tây họ biết đến. Người Việt sống bên này và người Tiệp cũng nhiều khi cũng khó nói chuyện với nhau, cũng khó giao dịch. Qua cái món ăn, qua cái thức ăn nó rất là dễ, vì là người Tây bây giờ càng ngày càng thích đồ châu Á.